Vâng, thân ái xin chào các bạn, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Cứ Nghĩ Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một bộ combo Pioneer, một hàng cũng khá là cổ, sản xuất từ năm 1000 thập niên 60 cơ, của thế kỷ trước cơ. Vâng, hôm nay Cứ Nghĩ muốn giới thiệu đến các anh em chúng ta đó là chiếc Deloitte Pioneer CXA25, Deloitte cổ, và chiếc Amply Pioneer TD1000. Và bây giờ chúng ta đi vào cặp loa trước này. Cặp loa Pioneer mà trước màn hình các bạn là loa cổ, có chiều cao là 78, chiều rộng là 45 và chiều sâu là 39. Cặp loa phải nói là cổ. Phía trước có cái lưới cũng vải bố, và cái khung của nó là cái khung bằng inox, rất cổ kính. Đôi loa cũng khá là lớn các bạn ha, chiều rộng là 45, là đôi loa lớn lắm đấy. Những cái khung này đúng là cái khung chrome giống như những cái chrome ở trên xe hơi đấy, chứ không phải inox, mình nói nhầm. Vâng, và dưới thì có cái tem, Pioneer. Tất cả đôi loa này còn nguyên vẹn, nguyên zin từ ngọn ốc luôn, đẹp keng luôn các bạn. Nếu ai, những anh nào chơi loa cổ thì trang trí trong nhà thì những đôi loa như thế này rất phù hợp này. Các bạn xem tiếp cái loa phía bên này, rất đẹp đấy. Tất cả đều còn dưới vải bố này, không có hư xíu nào luôn đấy. Vâng, Pioneer này, cái tên của nó đấy. Vâng, và các bạn xem phía sau luôn, của một chiếc đi. Phía sau này nó có một cái nút tinh chỉnh rồi này đấy. Đôi loa này bắt 25 kèn gang mid 20 nha, đặc biệt là cái mic, tại vì tháo phía sau cho nên là phía trước không có ai can tháo được. Đây, can liền CXA25 này, chữ R, R là led ray đó các bạn nha. Vâng, còn cả cái tem kiểm định này. Rồi, ok, hôm nay mình ghép với một chiếc Amply Pioneer, cũng được sản xuất tại Nhật, nhưng mà chiếc Amply này thì là hàng xuất Mỹ nên người ta làm hàng tới đơn yêu cầu ấy. Alex này, chứ nó là Pioneer 1000 nha. Mình test, mình xem trước cái chiếc Amply này đi, đẹp keng luôn ấy, rất đẹp. Bây giờ mình dò radio trước đây nha. Mình đây chuyển cộng đây, radio các bạn, radio là FM thì cái dùng FM thì bất cứ cái Amply nào, bất kỳ cái Amply nào mình cũng phải nhấn nút tiền xuống thì mình mới dò được FM các bạn nha. Thanh Hiếu xin kính chào quý khán giả. Đây, quý khán giả đang lắng nghe một góc chia sẻ. Rồi, bây giờ hôm nay mình xài qua AM. Mình xài qua AM các bạn nha. AM này mình chuyển cổng nè. Rất rõ. Cái đàn này cũng rõ luôn. Vâng, đấy là em. Nói chung là cái Amply này rất hoàn hảo các bạn ha. Và vỏ gỗ đẹp luôn, vỏ gỗ zin luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại để chúng ta xem nội thất phía bên trong chiếc Amply này. Rồi chúng ta kiểm nghe một đoạn nhạc nha. Cái dưới là cái Amply dưới này là cái Fisher 250. Và giá cái Amply trên này là 7 triệu đồng các bạn nha. 7 triệu đồng. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem nội thất phía bên trong của chiếc Amply này. Vâng, bây giờ mình mở luôn cái vỏ gỗ ra ngoài để các bạn xem cái nội thất của chiếc Amply này. Chiếc Amply này thì như mình đã nói thì con Amply này là dòng Pioneer xuất Mỹ, cho nên đưa qua bên Mỹ thì người ta là một thương hiệu khác này, Alice, còn đúng của nó là Pioneer 1000, Pioneer 1000 TD ở bên Nhật ạ. Vâng, cái nội thất phía bên trong của nó các bạn nhìn xem, con Amply cực kỳ đẹp luôn, gần như là đẹp hoàn hảo á. Đây các bạn,
rất đẹp, còn 7 màu luôn ha. Cái miếng giấy này là mình gói mấy con ốc của cái vỏ gỗ, mình nhắc vô đó. Con này chạy chạy sò Hitachi, sò sắt Hitachi. Các bạn nhìn xem này, nó 7 màu luôn. Bây giờ mình quay phía bên sau chiếc cam ly lại để các bạn nhìn xem nha. Quay lại phía sau. Đây, đây là phía bên sau của nó và cái con sò ở trong này. Mình mở luôn con ốc này ra để các bạn xem 4 con sò. Sò zin. Sò zin luôn các bạn nha. Rồi. Mình mở cái nắp này. Nắp này đầy 4 sò. 4 sò sắc Hitachi. Đẹp can luôn phải không? Vâng. Con này là ly xuất bên Mỹ cho nên người ta gọi để thương hiệu nó là Alice 395. Và sản xuất tại Nhật, made in Japan. 270W điện 120V nha. Rồi ok. Các bạn xem từ phía sau ra phía trước này. Con đi đẹp can. Vâng, bây giờ để mình bỏ vào rồi mình test một đôi loa nha các bạn. Sau khi xem ngoại thất và nội thất của chiếc ampli và đôi loa, bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc để biết được chất âm của đôi loa này cùng với chiếc ampli cùng một hãng Pioneer. Xin mời. Màu bóng
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những clip lần sau.